Những ngày này, người dân và du khách tại thành phố Hồ Chí Minh đã cùng hòa mình tham gia lễ hội Nguyên Tiêu của cộng đồng người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là hoạt động văn hóa lớn đầu tiên sau Tết Nguyên đán do thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại nhiều nơi trên địa bàn. Đến nay, lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lễ hội Nguyên Tiêu năm nay gồm các nội dung chính: đêm thơ Việt Nam, nghinh ông Quan Thánh Đế Quân Tuần Du, chương trình biểu diễn nghệ thuật Tuồng Cổ và Nghĩa An, thỉnh Lộc Ông và lễ đấu thỉnh Đèn Lộc tại Hội quán Nghĩa An. Lễ diễu hành nghệ thuật đường phố đi qua một số tuyến đường trung tâm quận 5 như diễu hành trên các đường Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa, Trần Hưng Đạo và các hội quán của người Hoa, để người dân và du khách có thêm không gian thưởng thức nghệ thuật, tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, tạo nên sự đoàn kết gắn bó giữa người Hoa cùng các dân tộc anh em cùng sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội Nguyên Tiêu được thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, giá trị tinh thần, tính nhân văn, tình đoàn kết gắn bó giữa đồng bào Việt Hoa, làm phong phú thêm đời sống văn hóa của nhân dân thành phố. Với những giá trị đặc sắc, lễ hội Nguyên Tiêu đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ cuối năm 2019 và là một trong 19 sự kiện văn hóa nghệ thuật lễ hội tiêu biểu tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 25 tháng 2 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ rước nước chùa Côn Sơn. Đoàn rước nước đi trong tiếng nhạc lưu thủy hành vân tiến đến bờ hồ Côn Sơn. Sau nghi thức xin nước, lấy nước từ hồ Côn Sơn đổ vào bình thủy đưa vào bờ, chuyển lên kiệu để cử hành rước về chùa Côn Sơn trong không khí linh thiêng. Lễ rước nước là nghi lễ quan trọng trong lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc đã được phục dựng thành công từ năm 2008. Nghi lễ này thể hiện ước muốn cầu mưa, cầu nước, nhân khang vật thịnh, mùa màng tốt tươi. Ngày 24 tháng 2 tức rằm tháng Giêng, lễ hội Ná Nhem đã được tổ chức tại xã Trần Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Lễ hội gắn liền với sự tích đánh giặc giữ làng của người Tày ở Bắc Sơn, thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam, mang tính nhân văn sâu sắc. Lễ hội Ná Nhem đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2015. Trong lễ hội, các thành viên bôi nhọ lên mặt, thể hiện khuôn mặt giặc, sắc tài ngàn khi còn sống. Đó cũng là quan niệm của đồng bào về linh hồn, thế giới tâm linh. Người tham gia lễ hội tin rằng làm như thế sẽ đánh lạc hướng những linh hồn ma giặc. Điểm đặc sắc của lễ hội Ná Nhem là màn rước sinh thực khí nam, tàng thinh và sinh thực khí nữ, mặt nguyệt. Ý nghĩa của việc này là mong sinh sôi nảy nở, con đàn cháu đống, đông cửa, đông nhà. Cũng trong ngày 24 tháng 2 tại khu di tích quốc gia Từ Lương Sâm, thành phố Hải Phòng đã khai hội Từ Lương Sâm kỷ niệm 1086 năm chiến thắng sông Bạch Đằng và 1080 năm ngày mất của Đức Vương Ngô Quyền. Đây là lễ hội mang giá trị lịch sử, là bức tranh tổng hợp của các giá trị văn hóa, chứa đựng gần như đầy đủ các loại hình của văn hóa phi vật thể, từ ngữ văn truyền khẩu đến nghệ thuật trình diễn. Lễ hội còn là sự tổng hợp của các tập quán xã hội và tín ngưỡng, các tri thức dân gian, mang đậm bản sắc văn hóa của người dân vùng biển Hải Phòng. Nét độc đáo đặc sắc trong lễ hội là lễ rước kiệu bát cống, cọc bạch đằng, chiến thuyền cùng những loại vũ khí tượng trưng được Ngô Quyền sử dụng đánh quân xâm lược Nam Hán, được hàng nghìn người dân tham gia. Vùng cao huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai những ngày này đang được điểm tô bởi sắc trắng tinh khôi khi hàng trăm hecta mận Tả Van đang bung hoa rực rỡ, báo hiệu cho một mùa mận bội thu. Hàng nghìn du khách cũng đổ về đây để có thể tham quan thưởng ngoạn loài hoa đặc sắc ít nơi nào có được. Năm thứ ba, chương trình sắc mận cao nguyên trắng được tổ chức nhằm tạo điểm nhấn cho du khách tham quan trải nghiệm. Đây cũng là một sản phẩm du lịch mang thương hiệu riêng của huyện Bắc Hà. Giữa những vườn mận bung hoa nở trắng trời, người dân và du khách đã được tham gia các hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc nơi đây, được hòa mình vào thiên nhiên với hoa mận trắng tinh khôi. Đây là lần đầu tiên thì mình đến với vườn mận ở Tạ Văn Chư. Vườn mận thì rất là đẹp, hôm nay thì thời tiết thì hơi mù một chút nhưng mà mình vẫn có thể ngắm được những cánh hoa rất là trắng muốt, rất là hài lòng. Về cái công tác chuẩn bị thì rất là chu đáo này, vườn mận thì cũng rất là sạch sẽ và mình đến mình có thể chụp ảnh rất là đẹp. Một cái sắc thái rất là mùa xuân, rất là thiên nhiên, cả một cái rừng mận trắng rất đẹp. Đây có thể là một cái tư liệu để cho tôi sáng tác những cái tác phẩm năm nay, năm 2024. Huyện Bắc Hà hiện có trên 100 hecta mận Tả Van. Cuối năm 2023, sản phẩm quả mận Tả Van đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, mở ra cơ hội phát triển bền vững vùng chuyên canh mận Tả Van gắn với phát triển du lịch. Hướng cho du khách đến với
thiên nhiên cũng như là đến đây để tham quan, khám phá, trải nghiệm cái vẻ đẹp yêu kiều của bông hoa mận trắng, hoa mận Tả Van. Và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã làm tốt công tác tổ chức chuẩn bị cho lễ hội sắc mận cao nguyên trắng nằm trong cái chương trình festival nghiêng say mùa xuân của Bắc Hà. Vườn mận dự đoán sẽ nở hoa đến đầu tháng 3. Nơi đây hứa hẹn là địa chỉ thú vị cho người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Đồng thời với việc kết hợp dịch vụ du lịch trong cả mùa hoa và mùa quả, huyện Bắc Hà kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá du lịch địa phương và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.